Rồi. Hello mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cặp Yamaha R15 V3. Cặp xe gọi là xe quốc dân 150cc. Đó, cái dòng xe mà được bán chạy nhất, được nhiều người ưa chuộng nữa trong phân khúc 150 nha. Mạnh mẽ, kiểu dáng đẹp. Giá ok. Còn bên trái này là đăng ký 2018 màu đen bóng. Giá là 48.800.000, biển số Long An. Đó, còn con bên phải này là 49.800.000, cũng 2018 luôn, biển số Sài Gòn, 7 nút nha. Hai con này đều sang tên rút hồ sơ này kia là đều ok hết nha mọi người. Đó. Con bên trái. Rồi, em giới thiệu từng con một cho mọi người xem nha. Giá 48.800.000 nè, đăng ký 2018, biển 62 Long An, màu đen bóng. Giá quá kỳ, cực kỳ rẻ luôn. Ngang ngửa chiếc Ad, ngang ngửa chiếc Ad mới hiện giờ thôi, Ad 255 á. Đó, nhưng mà chạy nó sang chảnh hơn nhiều nha. Nè, mình thấy không, ốc tán này kia nè, sắn chân nè, đĩa nè, thấy không, quá đẹp luôn, ốc tán, đĩa thẳng băng, sắn chân nè, keng, xe ben. Đó, chỉ có 40 mấy triệu thôi, 48.800.000 thôi. Lên cái bộ cổ bộ full system, cái này là Yoshimura nha. Bộ này là bộ Yoshimura, bát biển số nút gầm nè, đèn hậu tích hợp Elon, xi nhan đồ chơi. Đó. Xi nhan đồ chơi. Cặp vỏ đi vỏ Michelin Biloxit nha. Michelin Biloxit. Size này size mấy đây? Chưa thấy nữa, thấy nó bự bự ghê. Đó, đĩa sau này thẳng băng nè, ốc tán sáng chân này mọi người thấy không? Đó, keng spare hết. Mọi thứ là còn đẹp hết từ trong ra ngoài nha mọi người. Thấy không? Bỏ trước mình chơi liên luôn nha. Trước đi xe 100. Đó, phía sau cho 140. Ở ngoài phía sau 140. Dàn áo vẫn còn ok, liền lạc hết, mọi thứ là còn ok hết nha. Bao tay Racing Boy. Đó, đi bao tay Racing Boy. À, quá đẹp luôn. Sen DID. Sen màu vàng DID. Nha, đi mấy xe này đỡ phải reset so với xe gì, xe gì nó reset nó làm hơi cực. Thì mấy xe này ok hết nè. Đó. Em quay từ trong ra ngoài cho mọi người xem nha. Xe cũ thì em quay về xe thôi chứ không có nói chi tiết rườm rà đâu nha. Đó, anh em nào muốn xem chi tiết thông số thì lên Google search giùm em. Em bán xe cũ thì em quay xe cũ thôi chứ không phải là bán xe mới. Nói mấy thông số đó là nói cả ngày trời không hết luôn đó. Máy học Ebru Yamaha R15 V3. Rồi xong một chiếc 48.800.000 nha. Rồi chiếc này là 2018 luôn, 49.800.000, biển số Sài Gòn 21032. Biển số Sài Gòn đẹp nè, 21032, 8 nút. Sorry, còn 8 nút, quay 7 nút nha. Quá đẹp luôn, lên tem rời Movita rồi chắn bùn, chống đổ, rồi đèn chờ sáng nè, lạch vạch mấy đồ linh tinh nha. Màu đen nhám nha mọi người. Đó, màu đen nhám, tem Movita màu xanh, lên chống đổ nè, đèn chờ sáng nha, xin nhanh đồ chơi nè. Đó, quá đẹp luôn. Để ốc tán này kia là ok hết nè nha. Đó, keng xe ben hết. Quá đẹp luôn. Hai con tụi em bảo hành 3 tháng. Xe máy móc tụi anh bảo hành 3 tháng tầng nhất tại nó bảo hiểm nha. Chạy chán muốn quay đầu quay như thế nào đó tụi em hỗ trợ hết. Muốn quay đầu tụi em quay xuống tụi em quay đầu hết, thu hết. Bên sau là cứ giữ kỹ keng xe ben đẹp là tụi em quay đầu cho anh em hết nha. Đó. Biển số Sài Gòn đẹp nè ha. Nhỏ gọn, biển số Sài Gòn nhỏ đẹp, 21032.
giá đỡ điện thoại, rồi kính chắn gió nha. Con này đi bô zin thì nó sẽ êm hơn so với bô độ. Máy móc êm ru rồi mọi người, thấy không? Cặp Yamaha R15V3 thần thánh nha. Đó, ốc tán phục này kia là vẫn còn keng spec hết nè. Ngoài ra bên em còn nhiều chiếc đó nha mọi người, nhiều màu lắm. Màu xám vàng, màu xanh gì nhiều lắm, mới về quá trời luôn. Mới về còn chụp chiếc R15V3 luôn. Mà chưa có rửa kịp. Có gì em rửa rồi em up sau nha. Rồi. À, màu xám vàng, dán tem màu hồng này, màu xanh, màu đen, hai chiếc đây nữa nè. Đó, nhiều lắm. Mấy chiếc cái này thì đây nữa nè. Mấy chiếc này thì tụi em chưa có rửa nên chưa có đăng. Em rửa rồi em đăng sau. Nhiều lắm, xe về thường xuyên nên anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn. Tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán này, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây. Cái tiệm của em đây. Đó. Thì mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lướt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được. Nha. Rồi
thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp nè, trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất chiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc, đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.